được bàn thắng trong một cái tình huống mà anh cùng với Công Phượng đã có một pha phối hợp với nhau có thể nói là như đá tập. Đó là một cơ hội rõ rệt nhất ở trong hiệp 2 của trận đấu này mà lẽ ra Quang Hải hoàn toàn có thể ghi được bàn thắng và kết thúc số phận trận đấu sớm hơn. Vâng, dù có thể có một chút tiếc nuối nhưng điều quan trọng là thầy trò huấn luyện viên Pauser đã có được 3 điểm và chúng ta đã vươn lên dẫn đầu bảng G với một cái khoảng cách 3 điểm so với Thái Lan và 4 điểm so với UAE. Chị quý vị và các bạn vừa theo dõi. Dạ, em là Hạnh, em có hẹn book lịch make up cô dâu vào sáng ngày mai lúc 4:30 ở phố Vọng đấy ạ. Chị ơi, hôm trước em có báo là cái giờ đón dâu là khoảng độ 7 giờ sáng, nhưng mà nhà trai có lại báo lại là khoảng độ 6:15 nhà trai lại đến rồi. Chị có thể báo lại với chuyên viên giúp em được không? Vâng. À dạ, chị check giùm em với. 7 giờ sáng em nghĩ em là ca đầu tiên chứ nhở? Hay là thậm chí có người make đêm á? À đấy, đang dạ, check giúp em với. Hôm trước em báo là 7 giờ. Nguyễn Thúy Hạnh. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. 6:15, tầm 6:15 nhà trai đến rồi ạ. Sẽ đồng hành cùng chúng ta trong không gian của Chuyện Thầm Kín để chia sẻ về những chuyện giờ khóc giờ cười. Em có những cô dâu ở mức từ 2 rưỡi đến 3 giờ sáng. Giải tỏa những băn khoăn của chúng ta và những chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên ạ. Rất vui được trở lại với chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong cấp cứu năm qua thì những cái tình huống mà các bác sĩ hay gặp là gì ạ? Trong cấp cứu năm qua nó có rất nhiều tình huống gọi là giờ khóc giờ cười. Ví dụ ông chồng ông ấy vội vàng trợ lực cho bọn bia. Bia còn đấy ít nhẹ mà. Nó ra một thùng này có 12 lon. Bia với Đức đây đúng không? Bia Mỹ. Không, không phải bia Mỹ, nó là bia tiệc nhưng tiệc, mà nhưng mà bán chủ yếu ở Mỹ ạ. Bên Mỹ bán bên Mỹ và tiêu thụ chủ yếu ở thị trường Mỹ. Bởi vì hôm cũng uống bia tươi. Thì là khác với bia đấy. Được uống như này đâu. Hay là bia tươi. Nó bắt không bắt quay giờ tươi. Cũng là hãng này à. Là hãng này nhưng mà là sản phẩm bia tươi của hãng này à? Vì nó hãng này nó liên kết với lại bên khách sạn đấy. Lúc trong ra ấy là có mang ra 6 lon đấy à. Còn thằng Dũng, thằng Xuân uống đấy. Nên là thằng Toàn uống nên đâu bảo anh uống hay bảo không. Anh tưởng Coca chứ bắt anh nhèm nhèm rồi bảo là không uống Coca đâu. Thế sao đây mình nhìn thấy cái này nó bia. Lúc cứ đưa cái lon đỏ xong nó để chữ này, anh nhìn thế này bao giờ đâu. Anh bảo chắc là Coca, anh bảo Coca mới đấy, tao không uống. Thế nó bật nó uống đó mà. Thế hóa ra là bia. Nó không bia không uống.
sao lại không gọi được, nãy giờ gọi mà không được, không nghe mày. Cả hai bác luôn ạ. Ừ. Hơi lạ. Sao bên không để bắt Thanh ạ? À? Đà Nẵng về. Có đây. Có. Thanh Đà Nẵng bây giờ đang trên máy bay rồi. Anh dạo này gầy nhỉ? Vừa đám cưới con xong. Anh Trung cũng gầy. Nhưng khi nó có điểm vỡ rồi thì nó máu sẽ chui vào đâu rồi. Rồi anh Trung mãi. Làm cho con vật nó rất là gầy hơn ngày xưa thôi. Điểm vỡ nó không đúng rồi. Cái gì cao keo. Xưa các bạn. Sau này đi vệ sinh nó cũng đã khó khăn rồi. Đã bất tiện rồi. Đúng rồi. Như vậy là khi mà có một cái tình huống khủng xảy ra thì là ngay lập tức phải đến bệnh viện đúng không? Bây giờ có rất nhiều người gọi đồng chí đóng của tất cả các bệnh viện. Để năm qua chúng tôi đã qua thì bất kỳ một vấn đề gì về nghi ngờ hoặc là băn khoăn về tình dục, về sức khỏe năm qua hay là những cái tai nạn như thế này không nên ngại. Thái Lan là yếu, cái đội Thái Lan yếu. Hôm nay ăn nữa là Thái Lan. Thái Lan nó thắng 23 con. Thắng ở sân nhà. Thắng 2 con 13 con. Nhưng mà đội Thái Lan bây giờ nó cũng yếu hơn trước. Thắng 3 con nó hòa. Không không. Quá tay mà nó có làm sao thì phải gọi nhanh cho các bác sĩ. Và sân nhà mình. Cái dân mình đáp cả với Thái Lan. Thì xưa thua nhiều quá bây giờ. Không có nói đến rất là nó trường hợp tai nạn. Cứ đá Thái Lan nó thắng là. Có những trường hợp tai nạn là do cái vật dân vật. Thế là do người nhìn nhận thấy đang đối mạnh nhỉ? Thằng vui. Đối mạnh bây giờ thằng huấn luyện viên điều đáng huấn luyện hay lắm. Huấn luyện viên mấy bước vào vùng cơ quan sinh dục nếu như mình khỏe thì thông thường người ta điều trị kháng sinh rất là tốt. Còn những sang chơi mà tình hình này thì mình liệu có qua được vòng gửi xe ôn không ạ? Mình có cơ may không ạ? Đấy, đang đứng đá trận này đứng đầu bảng đấy. Cái bảng này ngon. Đó là cái bảng này rất ngon. Cho anh em trong cái việc quay hơn.